Kế hoạch thứ hai là cái hoạch 16. Thì kế hoạch này được có thành phố chọn phường Hội Nghĩa là cái phường thí điểm về cái xây dựng phường an toàn nhân trật tự. Thì qua triển khai thực hiện hai hoạch này rộng khắp trong nhân dân rồi là các ban ngành đoàn thể thì đồng tình được đồng tình nhân dân đồng tình ủng hộ. Thì kết quả đạt được đến thời điểm này về cái an ninh trật tự của phường thì trong thời gian qua được giữ vững ổn định. Đặc biệt là cái tình hình cái tội phạm về cái tai nạn của ma túy khu vực 2 thì giảm đáng kể so với trước đây. Về công phường cũng có làm tham mưu cho ban chỉ đạo 38 của phường xây dựng các kế hoạch cái tấn công trấn áp tội phạm, cái hoạch tuần tra xuyên suốt coi như là đảm bảo lực lượng 24/24 trong công tác phòng chống về ma túy. Mà đặc biệt là cái trong thời gian qua tội phạm hình sự trên địa bàn phường trong không xảy ra, thì trọng án các án nghiêm trọng không xảy ra. Để địa bàn phường đạt mục tiêu trong sạch vững mạnh, kéo giảm các loại án hình sự, công an phường Bùi Hữu Nghĩa đã